Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Green Laptop và lại là mình, Hành Dương đây. Thì ở cái phân khúc giá dưới 20 triệu đồng của chúng ta sẽ có rất nhiều cái sự lựa chọn cho laptop dưới 20 triệu. Giả sử như là chiếc Asus ZenBook Q108G đến nhà Asus chẳng hạn, hoặc chiếc HP MI13X360 của nhà HP. Nhưng ngày hôm nay thì Dương đã đem đến cho mọi người một cái laptop 14 inch đến từ nhà Dell, một cái con máy thật sự là mình đánh giá vô cùng cao ở phân khúc dưới 20 triệu đồng này. Chúng ta sẽ có cho mình chiếc Dell Virtual 5415. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chiếc máy này nó có cái gì hay ho nhé. Intro nào. Về tổng quan thiết kế bên ngoài chiếc Dell Virtual 5415 này thì trông không khác gì so với chiếc Dell Virtual 5415 cả. Chúng ta vẫn sẽ có những cái đường cắt vát CNC cực kỳ tinh xảo ở 4 góc, cũng như những đường nét vuông vức từ hưởng đến từ dòng Virtual của nhà Dell, kết hợp với cả cái tông màu xám này này và cái chất liệu là đậm từ kim loại, nên thật sự chiếc máy này vẫn toát ra cái sự sang trọng cũng rất là bắt mắt. Khi mà chúng ta mang đi ra quán cà phê hoặc mang vào lớp thì thật sự chiếc máy này rất thu hút ánh mắt của mọi người. Điểm khác biệt duy nhất mà mình thấy trên chiếc máy này so với chiếc Dell Virtual 5415 đó chính là về cân nặng. Vì đây là một chiếc laptop 14 inch, còn chiếc máy kia là 15,6 inch, nên là chiếc máy này sẽ nhẹ hơn đâu đó khoảng 2 lạng là 200g. Với cân nặng là 1,4kg, cũng như cái độ mỏng của máy thì mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể đem máy đi di chuyển cực kỳ thuận tiện và dễ dàng. Và với cái việc máy được hoàn thiện bởi chất liệu từ kim loại ấy, cái cảm giác khi mà mình cầm nắm này, sử dụng hoặc là trải nghiệm trên chiếc máy này thì thật sự vô cùng là chắc tay. Và anh em biết rồi đúng không ạ, nhà Dell thì là bền có tiếng rồi, không phải miễn chê. Và theo mình thấy rằng là đây là một cái chiếc laptop, một cái thiết kế của nó thật sự là cực kỳ sang trọng và bắt mắt, rất là phù hợp với các bạn nào mà bạn cầm một chiếc laptop sang xịn mịn. Thì đây là một cái chiếc laptop mình nghĩ rằng là có một ngoại hình thiết kế rất là phù hợp với các bạn luôn đó. Màn hình chiếc máy này cũng là một cái điểm mà mình nghĩ rất là đáng tiền, bởi vì là chúng ta sẽ có cái xu thế chung bây giờ ấy, đó chính là phần viền màn hình của máy càng mỏng càng tốt. Và phần viền màn hình của chiếc Dell Virtual 5415 này thì cũng có sẽ có độ dày cực kỳ mỏng thôi ở bốn cái khác nhau, nên là vì vậy sẽ có một cái trải nghiệm khi mà chúng ta làm việc này, xem phim hoặc là giải trí thì cực kỳ đã mắt. Ở cạnh trên của máy chúng ta sẽ có cái phần camera chất lượng là HD kết hợp với mic thoại để chúng ta có thể làm việc này, học tập, zoom dùng online thoải mái luôn. Nhà Dell cũng rất là tâm lý khi mà trang bị chúng ta một thanh gạt cam để giảm gia tăng cái tính bảo mật cho máy. Máy cũng sở hữu cho mình một cái màn hình kích thước là 14 inch, độ phân giải là Full HD, có tấm nền IPS chống chói với công nghệ anti-glare. Thế các bạn khi mà chúng ta bị ánh sáng ngoại cảnh tác động vào thì cũng không hiện tượng bị chói mắt, các bạn không phải lo cả. Còn về độ sáng màn hình thì sao? Chúng ta sẽ có độ sáng màn hình là 250 nits. Theo mình đánh giá là cái độ sáng này thì cũng đâu đó là vừa đủ để các bạn có thể dùng trong những cái môi trường ngoại cảnh mà có ánh sáng mạnh, chúng ta vẫn có thể sử dụng một cách vô cùng là thoải mái. Tuy nhiên độ phủ màu của máy không quá cao, chúng ta chỉ có 64% sRGB mà thôi, nên các bạn phải cân nhắc về việc làm đồ họa chuyên nghiệp trên chiếc máy này. Nó sẽ rất là phù hợp với các bạn nào mà làm đồ họa cơ bản như là Canva hoặc Photoshop thì rất là tuyệt vời, nhưng mà đồ họa chuyên nghiệp thì các bạn phải cân nhắc lại. Và để bù trừ cho khuyết điểm này thì nhà Dell đã trang bị cho em nó một cái mạng công nghệ màn hình, đó chính là Wide Viewing Angle, tức là chúng ta sẽ có góc nhìn rộng và nhìn nhiều góc khác nhau nên cái hình ảnh vẫn giữ được chân thực sắc nét cũng như là không hề bị biến dạng. Về phần hiệu năng của chiếc Dell Virtual 5415 này thì phần lớn vẫn được thừa hưởng từ người Anh Dell Virtual 5515, cũng như là theo mình thấy rằng là về cái hiệu năng của chiếc máy này so với những cái đối thủ của phân khúc ấy thì nó cũng mạnh hơn khá là nhiều. Chúng ta sẽ có cho mình con chip Ryzen 5 5500U 6x12 luồng, xung nhịp từ 2.1 đến 4GHz, kết hợp với các loại họa AMD Radeon Graphics thì vẫn đem đến cho chúng ta những khả năng xử lý từ các tác vụ nặng này đến tác vụ cơ bản thì cũng vô cùng là mượt mà. Đối với những cái tác vụ như là Excel hoặc là Word hoặc là PowerPoint thì chiếc máy này thì có thể gọi là tuổi con ăn con rồi. Vậy thì đối với những ứng dụng nặng hơn thì sao, là AI hoặc là Photoshop hoặc là Premiere ấy, thì chiếc máy này chúng ta vẫn sẽ có một khả năng xử lý vô cùng tốt. Đối với chơi game thì chiếc máy này có thể chiến mượt các tựa game eSports như Liên Minh Huyền Thoại này, FIFA Online 4 này hoặc là CS:GO ở cái mức FPS vô cùng là ổn định. Máy cũng có cho mình là 8GB DDR4 bus là 3200, cũng như là 256GB SSD NVMe, nhằm đem đến chúng ta cái khả năng xử lý nhiều tác vụ đa nhiệm khác nhau mà nó không hề có hiện tượng giật lag nào cả các bạn ạ. Cũng như là cái mức dung lượng lưu trữ mình thấy là nó cũng vừa đủ để các bạn có thể lưu trữ những cái file văn bản hoặc là vài bộ phim gì đó thì cũng ok. Và để cái mức hiệu năng như này thì thời lượng pin của máy ở cái mức trung bình thôi, nó là khoảng từ 5 tiếng đến 6 tiếng rưỡi. Và mình nghĩ rằng là với thời lượng pin như này thì các bạn vẫn có thể là mang máy đi sử dụng trong vòng một ngày. Còn nếu các bạn lo sợ hơn thì cũng đừng lo, bởi vì là chiếc máy này có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh của nhà Dell lên đến 65W, nên là các bạn có thể là sạc
trong vòng 30 phút thôi thì máy đã có sự dung lượng pin là khá lớn để các bạn có thể sử dụng tiếp rồi, nên là các bạn không phải lo lắng về vấn đề pin của máy nhé. Phần bàn phím laptop của nhà Dell thì cũng chưa bao giờ khiến mình thất vọng, bởi vì là cái chúng ta sẽ có một không gian gõ cực kỳ thoải mái, hành trình phím sâu, độ đẩy cao cũng là phím bấm cực kỳ chắc chắn nhưng lại rất là êm ái. Nên là khi mà mình thao tác văn bản trên bộ bàn phím này thì cảm giác nó cực kỳ đã luôn. Tuy nhiên thì ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ bị cắt mất cái phần phím số ở bên tay phải rồi. Nhưng mà mình thấy rằng là cái việc đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm khi mà mình gõ văn bản trên cái bàn phím này. Ở phần phía dưới thì máy cũng sẽ có cho chúng ta một hệ thống đèn led nền với hai cái mức khác nhau mà chúng ta có thể là tùy chỉnh tới cái hoàn cảnh của chúng ta đang làm việc. Phần chóp pad của máy thì cũng vô cùng là to, cũng được cắt pad kim cương trông cũng đáng tiền đấy. Và khi mình di cái support này cái trải nghiệm rất là mượt mà, và mình nghĩ rằng là nó cũng không cần thiết là chúng ta cần phải mua một con chuột nào khác, và chúng ta vẫn thể sử dụng cái trackpad là để làm việc. Còn phần chuột rời thì mình nghĩ rằng nếu mà để chơi game ấy thì nên có một cái chuột rời, thì nó sẽ đem đến cái trải nghiệm gaming tốt nhất cho mọi người. Do là dòng máy chuyên dành cho đối tượng làm trong doanh nghiệp hoặc văn phòng nên là cổng kết nối của chiếc máy này cũng rất là đa dạng khác nhau. Ở bên trái đây thì chúng ta sẽ có một giác cắm nguồn này, một cổng HDMI, một giác USB 3.2 Gen 1 cũng như là một cổng Type-C hỗ trợ cho các bạn là Power Delivery này và DisplayPort để các bạn truy xuất ra các thiết bị ngoại vi cũng như là hỗ trợ cả sạc máy luôn. Ở bên phải đây thì chúng ta cũng sẽ có một giác cắm tai nghe 3.5, một cổng mạng LAN mục đích cho nó để phục vụ cho các bạn sử dụng các mạng nội bộ để gia tăng cái tính bảo mật thông tin cho máy. Bởi phần phải đây chúng ta sẽ có thêm một cổng USB-A 3.2 Gen 1 nữa, một khe cắm thẻ SD. Thì theo mình đánh giá là với những cái ổ như thế này rồi thì mình tin rằng là vẫn có thể phục vụ các bạn thoải mái để kết nối với nhiều các thiết bị khác nhau mà không cần phải đầu tư thêm những cái cổng hub bên ngoài làm gì cả. Và đó là những phần đánh giá nhanh của mình chiếc Yabucho 545. Nó có một ngoại hình thiết kế sang trọng bắt mắt, mà có một cái điểm nữa đó là của nhà Dell nên cực kỳ là bền bỉ. Không những thế thì nó cũng có một hiệu năng theo mình đánh giá là có thể phục vụ mọi người ở nhiều các tác vụ khác nhau, từ nhẹ đến nặng thì em nó có thể cân được tất. Và chiếc máy này rất là phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên hoặc là nhân viên phòng cần một cái chiếc máy để các bạn có thể là phục vụ cho công việc này, giải trí, thì chiếc Yabucho 545 này thật sự là một cái lựa chọn mà các bạn không nên bỏ qua. Và link sản phẩm là dưới phần mô tả rồi, các bạn có thể tham khảo qua. Còn bây giờ thì chắc phải khép lại clip tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nha. Đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.